Cái này là Morris. Morris. Rumber MR2D. Morris là thương hiệu của Nhật mà những cây mà khuyết như vậy thì rất là hiếm nha. Đây nè, rất là đẹp. Của mình là có cái EQ Zin luôn nha. EQ của Morris luôn. EQ chính hãng. Mình test hết tất cả các ngang phím. Phím là đều hết, không có nốt nào lỗi, không có vấn đề gì hết. Còn action của đàn thì rất là thấp nè các bạn, nhìn nhìn đây là có thấy rất là thấp đúng không? Chơi sẽ rất êm tay, không bị đau mỏi như mình chơi lâu dài nè. Action rất là thấp, sát luôn, sát nhưng mà vẫn không rè nha, sát luôn nhưng mà mình đánh nó vẫn không rè gì hết. Nãy mình thử tất cả các phím nó không rè gì hết. Action nó sát vậy mình chơi nó mới êm tay, mới dễ chơi. Mình rải tiếng nghe rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tình cảm. Quạt cũng được. Hoàn toàn không lỗi lầm gì nha, chưa từng sửa chữa qua luôn. Đàn này là zin 100%, hàng của Nhật. EQ cũng EQ zin của nó. EQ này ra loa tiếng rất là đẹp, tiếng rất là hay, không có ù xì gì hết. Đây nè, đẹp hết. Đàn mình bán là sẽ kèm theo cái hộp nha.